một vài thông tin kỹ thuật về chiếc Audi Pioneer 830. Với cái dòng 830 này thì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản xuất sang thị trường Nhật có model là VSA 830 và một phiên bản xuất sang thị trường nước ngoài có phiên bản là VTIP 830. Với cái dòng 830 này thì nó sẽ tích hợp rất là nhiều công nghệ định nám và đã được hãng Pioneer đầu tư khá là kỹ lưỡng về công nghệ. Và với cái dòng 830 này thì nó sẽ hỗ trợ cái kết nối là HDMI với cái chuẩn mới hỗ trợ hình ảnh lên tới 4K và sẽ hỗ trợ chức năng ARC, sẽ có thể lấy tín hiệu ngược từ Smart TV đi xuống. Và ngoài ra thì nó vẫn có khả năng để kết nối mạng Internet bằng hai phương thức bằng mạng LAN và phương thức bằng Wi-Fi. Và sẽ hỗ trợ cái kết nối là Bluetooth, lấy tín hiệu từ smartphone đi trực tiếp vào âm ly để chơi nhạc luôn. Và nó vẫn sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby True HD, DTS Master Audio. Với cái cổng HDMI sẽ hỗ trợ cái chuẩn hình ảnh lên tới là 4K với tốc độ là 60 khung hình một giây. Tương thích với những cái TV đời mới, tương thích là 4K luôn. Và sẽ hỗ trợ chế độ điều chỉnh MCACC, đây là chế độ điều chỉnh loa tự động. Khi mà ta kết hợp với mic setup thì nó sẽ tự động điều chỉnh các kênh loa theo cái vị trí ngồi. Và ngoài ra thì vẫn sẽ hỗ trợ cái bộ điều chỉnh equalizer bằng menu, ta có thể tùy chỉnh theo ý muốn của mình. Và đã tích hợp với cái cổng HDMI 6 đầu vào và 1 đầu ra, hai loa trầm với loa siêu trầm equalizer và có cái cổng real HDMI với cái băng thông là HDCP 2.2. Và ngoài ra với cái con Pioneer 830 này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái cổng kết nối là USB và chơi nhạc chất lượng cao như là Wave và Black, đó là những cái định dạng tiêu chuẩn chất lượng cao tương tự như là những cái đĩa CD gốc. Và dễ dàng cài đặt với cái chức năng là AV Navigator, tích hợp hai cái anten Wi-Fi và Bluetooth phía sau, nhìn rất là đẳng cấp. Và ngoài ra với cái dòng Pioneer 830 này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái điều khiển từ xa bằng smartphone với phần mềm iControl AV5. Ta có thể điều chỉnh mọi thao tác ở trên smartphone, điều khiển trực tiếp xuống âm ly, rất là tiện dụng. Hai cổng real subwoofer. Và ngoài ra thì nó vẫn sẽ hỗ trợ chức năng AirPlay từ những cái thiết bị của Apple luôn, chơi nhạc từ xa. Với cái chuẩn kết nối mạng của nó là DLNA 1.5 thì rất là dễ dàng để ghép nối mạng từ mạng LAN và mạng Wi-Fi luôn. Chức năng để chơi nhạc Hi-Res Audio, đó là độ phân giải cao như là những cái thiết bị như là Wave và Black 192kHz, Apple Bloodlet. Đây là chiếc Audi đa kênh 5.2 với cái công suất ra loa là 80W một kênh cho loa 8 ohm và công suất mát lên tới là 140W một kênh cho loa 6 ohm. Trọng lượng của nó là 8,7kg với cái kích thước của nó là chiều ngang là 434mm, chiều cao là 168mm, chiều sâu là 333mm.